Thì các bạn, trong video này mình sẽ đi tìm hiểu về hệ thống camera quan sát CCTV và cái cách kết nối của các hệ thống giám sát này với TV LCD và monitor máy tính. Cái hệ thống CCTV nó được viết tắt của từ Closed Circuit Television, có nghĩa là cái truyền hình mạch gần, hoặc là tên gọi thông thường của nó là camera giám sát ha. Thì chức năng của nó dùng để ghi nhận và xử lý hình ảnh, truyền và xử lý tín hiệu video đến monitor hoặc TV. Thì chức năng của camera này là nó sẽ biến cái hình ảnh khi mà nó thu được trong ống kính này á thành cái tín hiệu điện, rồi nó truyền qua dây dẫn và nó đến cái đầu ghi. Từ cái đầu ghi á, nó sẽ xử lý cái tín hiệu này, đồng thời nó sẽ xuất ra monitor hoặc TV bằng hình ảnh nha. Hiện nay trên thị trường CCTV nó có hai loại, loại có dây và là không dây. Loại có dây ở đây á, mình dùng ổ cứng, cái mức độ tín hiệu á, nó được ổn định và rất nét. Cái loại không dây ở đây, cái thiết bị lưu trữ của nó dùng là thẻ nhớ và mạng ha. Thì cái này thiết kế đơn giản, ít phải đi dây và nó dùng cho quy mô nhỏ như hộ gia đình hoặc cửa hàng nhỏ thôi. Một thiết bị CCTV, camera giám sát của mình bao gồm gì? Một hoặc nhiều camera giám sát ha. Người ta gọi cái camera giám sát có thể gọi là mắt. Như hệ thống CCTV 4 mắt, 6 mắt, 8 mắt. Cái thứ hai là cái đầu ghi hình camera, đồng thời có một cái ổ cứng ghi bên trong nó HDD. Cái phần thứ ba của mình đó là phần adapter nha, phần nguồn cung cấp cho cái đầu ghi hình camera và cái camera giám sát này. Những cái này nó muốn hoạt động đó, nó cần phải có adapter nguồn cung cấp cho nó 12V DC, dòng khoảng 1.5 hoặc là 2A, rồi cáp nguồn, cáp tín hiệu và jack cắm. Jack cắm này dùng để kết nối giữa cái đường truyền với cái đầu ghi camera. Một cái camera ghi hình của mình á, nó sẽ có hai đầu. Một đầu là nguồn DC 12V. Một đầu là cái cáp đồng trục dùng để truyền tín hiệu ha. Mình sẽ nói về cái camera có dây nha, còn camera không dây thì các bạn tham khảo trên Google. Trên tay mình là cái camera HiK Vision. Thì thiết kế của nó quan sát với cái góc độ cực rộng ha. Có thể mình xoay mình điều chỉnh, tại vì ở đây không có động cơ bước. Một số cái camera hiện đại á, nó sẽ có động cơ bước, mình chỉ cần click điều khiển và nó sẽ tự động nó xoay thôi. Còn cái này mình không có động cơ bước, mình phải xoay. Các bạn thiết kế đi dây á, nó có một cái bát ha, tùy theo cái vị trí, có thể các bạn lắp sát tường hoặc các bạn nhô ra thì mình có cần phải có những cái bát như thế này để cho vị trí quan sát nó hợp lý hơn. Tương tự ở đây á, hai cái đầu dây của camera này nè, mình sẽ kết nối một cái đầu dây nguồn adapter, ở đây nó ghi là 12V 2A dùng để cấp nguồn cho camera. Một đầu dây nguồn DC, một đầu dây cấp đồng trục, có nghĩa là nó bên trong á, nó sẽ xử lý tín hiệu qua cái tín hiệu video mà, rồi nó sẽ truyền qua đến cái đầu thu của mình, đầu ghi hình. Đây là hai cái đầu dây nó của nó. Tùy một số cái nguồn này á, nó không có sẵn, có nghĩa là cái ổ điện 220V nó rồi, nên mình phải đi dây gần sát với ổ điện. Thì nó sẽ có nguyên cái bộ dây của nó, sẽ gồm một cái cáp đồng trục và hai cái dây nguồn ha. Cái lõi dây á, nó có hai sợi nha, thì mình có thể nối nguồn vô. Cái đầu này á, là cái đầu
AC 220V, hai sợi dây, còn một đầu là cái tín hiệu video cấp đồng trục từ cái camera này nó xuất ra ha. Đó, đơn giản vậy thôi. Tiếp đây mình sẽ đi tìm hiểu về cái đầu ghi hình camera. Trên tay mình nó có cái đầu ghi hình của Quicktech. Và phía bên ngoài á, nó có một cái cổng IR, có nghĩa là cái cổng hồng ngoại ha, dùng để điều khiển remote điều khiển á. Rồi có một số cái nút bấm như thoát nè, tới nè, dừng nè, tạm dừng nè. Rồi nút nhập và menu ở trên đây. Bên đây có một cái cổng USB. Phía mặt sau của nó, nó cũng có cái nguồn DC 12V, một cái cổng USB dùng để cắm các thiết bị như chuột quang hoặc chuột dây á, để mình điều khiển ha. Ở đây có một cái cổng LAN, một cái cổng để kết nối mạng. VGA HDMI này đã kết nối với TV LCD. VGA thì cũng kết nối với TV hoặc là dùng kết nối với monitor máy vi tính. Rồi các bạn nhìn ở đây nè, ở đây mình sẽ có 4 cái ngõ video in, có nghĩa là từ cái camera này á, như hôm nãy mình đã nói, cái ngõ video là cái cách đồng trục á, nó sẽ có một cái đầu nối và nó nối vào cái vị trí mình đặt cái đầu ghi. Thì ở đây mình có 4 cái ngõ vào video in, có nghĩa là cái đầu ghi này á, nó sẽ có được 4 cái camera quan sát được 4 vị trí, gọi là cái đầu ghi 4 mắt ha. Một cái camera này á, thường á, người ta gọi là mắt, thì mình có 4 mắt là 4 cái camera. Bên cạnh đó phía trên này á, sẽ có 4 cái ngõ vào audio và một cái ngõ ra audio. Rồi trên đây á, nó sẽ có một số cái port như cái alarm out, cái cảnh báo ngõ ra, giống như mình báo động như còi hoặc chuông hoặc là đèn thì nó sẽ báo động ở đây ha. Bên hông này có một cái quạt tắc nhiệt. Rồi mình sẽ tháo cái đầu ghi hình này ra, mình xem cái cấu tạo bên trong của nó. Sau đó mình sẽ tiến hành mình kết nối với các monitor hoặc TV. Thì tất cả các vị trí ốc á, mình sẽ gỡ ra hết. Đây là phần nội thất phía bên trong của cái đầu ghi. Mình quan sát ở đây á, nó sẽ có một cái pin CMOS giống như cái pin của mainboard của laptop ha, hoặc là cái bàn á, PC. Ở đây có một con CPU nè, ổ cứng và RAM luôn. Đây ổ cứng của nó, cái này tùy dung lượng 250GB, thì các bạn có thể thay đổi cái ổ cứng để ghi lưu trữ cái dung lượng nhiều hơn cái dữ liệu thông tin đó. Bạn tăng lên 500GB hoặc 1TB cũng được. Cái ổ cứng này mình tùy option ha, tùy chọn. Nhìn chung á, cái đầu ghi này á, nó giống như một cái mainboard của cái máy PC thu nhỏ, thì nó cũng có pin CMOS, RAM, ổ cứng và CPU. Nhưng mà nói chung là cái cấu hình này nó đơn giản, tại vì nó xử lý chức năng ít thôi, chứ không như cái máy bàn PC của mình. Nó cũng giống như cái hệ điều hành đốt của mình á, chạy khá đơn giản ha.
chức năng nó ít. Rồi tiếp theo mình sẽ thử cái kết nối đầu ghi hình camera này, kết nối qua TV và kết nối qua monitor ha. Để mà kết nối cái đầu ghi hình camera này á với TV hoặc monitor á, thì mình sẽ cần một số cáp như cái cáp Vega. Đây, cái cáp màn hình máy vi tính đó ha. Thì TV mình nó sẽ có hai cái port. Một là cái cổng Vega hoặc là cái HDMI. Thì để mà nối với TV thì mình cần một trong hai sợi cáp này. Đây là đầu cáp HDMI. Còn nối với cái monitor máy vi tính đó, màn hình LCD á, thì mình chỉ cần cái cáp Vega thôi. Tại vì nó không có cái cổng HDMI. Còn ở đây hai cái này là mình cần phải có một cái phụ kiện thêm là cái chuột không dây hoặc chuột có dây. Đây nè, chuột quang ha, chuột cái này chuột không dây ha. Hoặc là các bạn sử dụng cho mình một chuột có dây. Thì mình kết nối vào, một là có hai cái cổng USB phía ngoài của cái đầu thu, phía trên và bên trước mặt và phía sau ha. Thì mình có thể kết nối vào phía trước hoặc phía sau cũng được. Đây cổng USB nè, mình cắm vô đây ha, hoặc là phần phía sau này. Tại vì cái đầu ghi này giống như một cái máy vi tính đơn giản thì mình phải có cái chuột để mình thao tác ha. Mình kết nối đây, cắm nguồn vô, bắt đầu mình thao tác. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách kết nối giữa đầu ghi với TV. Rồi phía sau này có cái port HDMI mình kết nối ha, với cáp HDMI. Nguồn adapter 12V 1.5A là cái cục nguồn của đầu thu này mình kết nối vô luôn. Rồi cái cổng USB phía sau này mình sẽ kết nối vào con chuột máy tính ha. Các bạn có thể dùng chuột quang cũng được, hoặc là chuột có dây. Mình ở đây mình dùng chuột có dây. Adapter này mình sẽ kết nối vô nguồn. Cái đầu cáp HDMI này mình nối vào cái cổng HDMI của TV. Ở đây mình có cái TV Sony ha. Thứ nhất các bạn lựa chọn cái port, cái cổng của nó. Mình cầm remote đó, mình chỉnh cái port. Cái port có vào của nó. Ở đây mình có 4 cái port thì mình chọn bất kỳ khi nào nó đúng cái port đó, bạn bấm OK là nó sẽ hiển thị lên. Phía sau mặt TV á, nó có các port nè. HDMI port số 3. Còn có cái port Vega nè. Nếu các bạn không có cáp HDMI á, mình xài cái cổng Vega này, mình gắn trực tiếp vào TV nó cũng vẫn hiển thị ha. Ở đây mình sẽ gắn vào cái port HDMI cổng số 3. Vì HDMI này có 4 port luôn. Đó, mình kết nối như vậy. Một đầu á, mình nối vào cái đầu thu. Ở đây đúng cái bọt HDMI số 3 nó sẽ báo lên cái màn hình Quicktest. Đây là mấy cái logo của cái phần nhà sản xuất. Đó, nó kiểm tra hệ thống nè, kiểm tra ngôn ngữ nè, kiểm tra thông tin đĩa nè. Nó sẽ đọc cái phần này á, nó sẽ boot lên giống như một cái máy vi tính PC hệ điều hành DOS. Dịch vụ hệ thống bắt đầu khởi động. OK. Các bạn để cho nó stop một xíu nữa là nó vào cái màn hình chính của nó. Ở đây có 4 cổng camera.
mấy cái cổng này nó tự động nó chia màn hình cho mình luôn nha, có bốn màn hình. Vì lỗi lót đó là tại vì mình chưa có cắm cái cáp đồng trục, cái cáp vi déo của từng camera vô đây. Nếu mình cắm ra thì tất nhiên là nó sẽ hiển thị display lại bốn cái hình ảnh, bốn trong bốn cái ô này. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối với monitor máy tính. Đây là cái monitor, nó có một cái cổng VGA mà sạc dây nguồn. Thì cái cổng VGA này á, mình kết nối với nhau qua cái chân cắm VGA này nè, vặn lại. Cái phần nguồn và cái phần chuột á, mình vẫn giữ nguyên á. Rồi mình kết nối nguồn vô cho nó khởi động lên. Rồi mình sẽ tiến hành mình bật nguồn. Đó, nó cũng có đèn kêu, đèn báo giống như một cái CPU máy tính bàn. Nó boot lên giống như quá trình mà boot trên TV. Kiểm tra thông tin ổ đĩa nè, kiểm tra ngôn ngữ hệ thống nè, hệ thống và vấn đề và thời gian và khu vực. Rồi bắt đầu khởi động hệ thống nè. Ok, đó mình phải gắn một là chuột dây, hai là chuột quang mình mới di chuyển được cái thành chỗ này. Một phía dưới này nè, nó có phần âm thanh nè, âm thanh rồi ghi, nút ghi, record, nút play. Nó khi mà nó báo login hệ thống á, username mình ghi là admin ha. Còn phần password ở đây á, password ở đây mình nhập cái mã của nhà sản xuất của nó, mã mặc định của nó là 123456. Thì cái mã này á, là cho cái đầu thu nó, khi mà các bạn mua về thì mình hỏi lại cái chỗ bán á, coi cái mã password của nó là bao nhiêu ha. Thì đối với đầu thu Quicktech 4 port này á, thì nó sẽ có mã code là 1 từ 1 đến 6. Ok, login. Nó sẽ ra cái thời gian và camera nè. Rồi các bạn có thể ghi hình hoặc là ghi âm, phát loa. Đó, mute nè, tắt tiếng nè, camera 1, 2, 3, 4 nè. Đó, mình có thể chỉnh tùy chọn cái camera. Nói chung là tất cả thông tin này nó nằm ở trong cái script manual, cái hướng dẫn sử dụng á. Rồi các bạn có thể tìm thông tin, nó có sổ tay hướng dẫn kỹ thuật, mình tìm thông tin để mình cập nhật thêm nha. Tất cả các chức năng của cái đầu ghi Quicktech. Vậy là trong video này mình đi tìm hiểu về cái hệ thống camera quan sát CCTV gồm các thành phần bên trong và cái cấu tạo của đầu ghi hình camera, ổ cứng bên trong, cái cách kết nối giữa cái đầu ghi hình này với một TV và monitor để cho nó một thành một cái hệ thống hoàn chỉnh ha. Vậy là video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc gì các bạn cứ để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.